Xin chào bà con. Thì hôm nay á mình quay clip này và hướng dẫn và chia sẻ bà con về cách tạo tán cây sầu riêng. Thì với clip mình đang quay á cho bà con á, thì cây sầu riêng này mới có 2 năm tuổi thôi. Thì cây sầu riêng này là cây gốc nhớt, trồng được 2 năm rồi thì cây nó phát triển rất là mạnh và khỏe. Vì ở những cây giai đoạn mà 2 năm tuổi trở đi á thì bà con có thể là tạo tán và tạo thế cho cây sầu riêng chúng ta được rồi. Thì clip này mình quay rất là chi tiết về cách mà tạo tán tỉa cành cây sầu riêng. Thì về cái tạo tán á, thì mình cũng nói sơ là với những cái thế cây á, mà nó không đều á, thì buộc bà con phải kéo tán cho nó đều. Thì đây mới có 2 năm tuổi thôi thì bà con có thể kéo tán, bù tán cho nó đều được rồi. Hoặc là để 3 năm bà con kéo cành cho nó đều tán, nghĩa là xoay cho đều tán xung quanh. Thì cái sầu riêng này trồng xen với cà phê, trong đám này cũng có tiêu nhưng mà tiêu đã chết nhiều hết rồi. Thì mình hướng dẫn cho nông dân là trong cách này là tạo tán sơ, nghĩa là tạo tán cho nó thoáng, cho nó phát triển, tập trung nuôi vào những cành chính của cây sầu riêng. Thì với năm 3 hoặc năm 4 thì mình sẽ tạo kỹ hơn. Thì clip này mình quay mình chia sẻ vấn đề hướng dẫn tỉa cành tạo tán cây sầu riêng. Việc đầu tiên thì mình sẽ quay cho các bạn xem rất là chi tiết về bấm những cái cành sát chân, sau đây là cành sát cành chim cấp 1 ở dưới đấy, sát gốc á. Bà con sẽ bấm hết đi. Thì mình quay rất là chi tiết cho bà con xem ở clip này. Thì cái này mình quay mình chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thì sau này bà con có thể làm theo những cái cách của bà con. Thì tùy vào những bà con mà chúng ta có những cái cách làm khác nhau. Thì cái này mình quay mình chia sẻ về cái cách mà làm cành cái sầu riêng theo phương diện là mình hướng dẫn cho bà con giai đoạn 2 năm thôi. Thì mình làm sơ để cái cây nó khỏe, nó tập trung nuôi những cái cành chính. Thì với năm thứ 3, thứ 4 thì bà con sẽ làm cành khác thêm. Bây giờ mình tỉa những cành chim, cành bánh tẻ không cần thiết á, thì để tập trung dinh dưỡng nó nuôi vào những cái cành chính, cành to, để sau này bắt đầu là cây ra hoa đậu trái ở những cành mà quan trọng. Thì những cái việc mà tỉa cành tạo tán xong á thì mình cũng khuyên bà con là sau khi tỉa cành xong á thì con phun thuốc cho mình là nấm bệnh rồi thuốc côn trùng kích thúc á, đó là những cái mà quan trọng đối với cây sầu riêng chúng ta. Thì đây mình tỉa rất là từ từ và chi tiết bà con. Thì tí nữa thì mình sẽ quay từ trong thân ra ngoài cho có cái độ thông thoáng của cây sầu riêng. Những cái cành nào nó đâm chéo vào nhau hoặc chồng lên nhau á thì bà con có thể bấm cho bỏ cho mình hết nha. Vậy trên clip này mình bấm rất là từ từ và chi tiết. Bà con vừa bấm vừa quan sát, có nghĩa là những cái thế cành, những cái chi nào nó không trọng thì con có thể bấm bỏ hết cho mình. Còn những cái cành mà nó to, nó khỏe, nó chéo nhau sơ một góc á thì con sau này bà con dùng cây tre hoặc dây bao dây vải vậy á, bà con kéo cành cho nó về những cái hướng mà bị khuyết. Thì đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ hướng dẫn từ từ cho đến những cái năm thứ 3, thứ 4. Thì tùy vào giai đoạn mình có hướng dẫn những cái clip khác nhau cho bà con xem. Thì hiện tại vấn đề cái sầu riêng thì clip này mình quay cũng rất là chi tiết.
We'll be right back.